Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Kinh Con Việt Nam, mình là Ngọc đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục series những phụ kiện của Yulanzi. Và lần này thì chính là một chiếc chân tripod cầm tay mẫu mới nhất trong năm 2022 này. Bây giờ hãy cùng mình đi khám phá thử nhé. Và đây chính là chiếc chân tripod nhà Yulanzi với tên là M12. Với chiếc chân tripod này thì ngoài là chân tripod ra mình có thể là một cái gậy selfie nữa đấy. Và chân tripod M12 thì mình sẽ sử dụng cho GoPro hoặc là smartphone. Chân tripod nhà Yulanzi M12 thì được làm bằng nhựa ABS vô cùng chắc chắn. Và ở những cái chỗ chân này đây thì có thêm miếng nệm lót cao su nữa để làm sao mình sẽ giữ vững được khi mà ở trên phía mặt bàn này hoặc là ở phía mặt đất. Và cái kích thước của chiếc chân tripod này khi mà để bình thường như thế này là 18cm. Thì các bạn có thể quay những cái vlog nho nhỏ đấy, ví dụ như thế này chẳng hạn. Hoặc là mình có thể kéo dài lên tới 31.5cm. Nó giống như một cái gậy selfie đấy. Và thêm nữa thì ball head này thì có thể xoay 360 độ, sẽ giúp cho các bạn có những góc quay sáng tạo hơn. Và sẽ hỗ trợ cho bạn quay được phim ngang hoặc là phim dọc, tùy bạn có thể muốn update lên TikTok hoặc là YouTube. Trên đây là toàn bộ thông tin cơ bản về chiếc chân tripod nhà Yulanzi M12. Hiện tại thì sản phẩm đang có sẵn tại Kinh Con Việt Nam ở 61 Bao Vân, phường 14, quận Tân Bình. Các bạn tới mua và trải nghiệm sản phẩm nha. Đừng quên like và subscribe cho kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những sản phẩm tiếp theo. Bye bye!